công chúng đã quá quen với hình ảnh lộng lẫy của các nghệ sĩ, ngôi sao trong showbiz hay những chia sẻ về cuộc sống sang chảnh vạn người mê của họ trên trang cá nhân, các diễn đàn hay cả những bài báo rầm rộ. Trái với những hình ảnh xa hoa đó, vẫn có không ít sao Việt vẫn giữ được lối sống giản dị, từ tốn, thanh đạm. Chia sẻ mới đây, hình ảnh Trường Giang ăn bánh mì 10.000 đồng được cư dân mạng thích thú truyền tay nhau. Dù hiện tại đây là nghệ sĩ hạng A, cách xê cao ngất ngưỡng, nhưng mười khó chỉ thích đi dép tổ ong, quần áo giản dị hết mức có thể mỗi khi ra ngoài. Hoài Linh là một trong những danh hài đình đám của làng giải trí, được xem là nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu. Cách xê được xếp vào hạng top của showbiz Việt. Tuy nhiên, nam danh hài nổi tiếng với lối sống cực kỳ giản dị, anh chỉ thích mặc đồ bà ba, quấn khăn rằn như lão nông thật sự và món ăn yêu thích của anh chính là món cá khô dân dã, giống hệt như cách sống của anh. Tương tự Hoài Linh, MC Quyền Linh chính là điển hình cho người nghệ sĩ chân chất giống như bao người dân lao động bình thường. Quyền Linh luôn đi xe máy, thay vì di chuyển bằng xế hộp sang trọng, đi dép tổ ong mỗi khi xuất hiện ở những nơi đông người. Không chỉ giữ được lối sống giản dị, Quyền Linh còn khiến công chúng nổi phục bởi tấm lòng nhân hậu. Chị Tư Cẩm Ly không chỉ là nữ ca sĩ được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, nói không với ồn ào đời tư, mà còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống giản dị. Kính tiếng bậc nhất showbiz Việt, nữ ca sĩ chưa một lần phô trương, khoe khoang vật chất cũng không bao giờ xuất hiện với trang phục đồ hiệu đắt đỏ, dù khối tài sản cô nắm trong tay không hề thua kém bất kỳ đại gia vbiz nào. Đều là những nghệ sĩ hạng A của showbiz Việt, Hoài Linh, Trường Giang, Quyền Linh, Cẩm Ly đều sở hữu những cơ ngơi không phải dạng vừa, nhưng các nghệ sĩ này lại duy trì được lối sống giản dị, không bao giờ phô trương vật chất. Chính vì thế mà công chúng càng thêm ngưỡng mộ, yêu mến các nghệ sĩ hơn.